Đạo diễn Trần Tuệ Linh. Biên kịch nhóm Syndicate. Chế tác Triệu Hồng Mai, Trương Hợp Giận, Diên Chí Diễn, Lý Qua, Cảnh Hiểu Qua, Lưu Hiểu Bằng. Dưới sự tham gia của các diễn viên Thích Di trong vai Trình Hy, Tạ Giai Kiến trong vai Đường Chính, Trần Hách trong vai Đường Lực, Lô Nghệ Tiêu trong vai Đường Đường, Trương Đăng Phong trong vai Trình Siêu Quần, Rê Gia trong vai Điền Tâm, Triệu Chí Giao trong vai Kim Tinh, Giang Dương trong vai Lăng Tường, Tôn Kiện Kỳ trong vai Ngô Mạnh, Mẫn Chính trong vai Điền Tại Thiên, Chu Tiểu Đống trong vai Trình Như Sơn, Lý Thiên Trụ trong vai Đường Quán Trung, Đường Diễu trong vai Dạng Huệ Hương, Quách Tuệ trong vai Văn Nhược Thủy, Dương Tân Dân trong vai Tăng Thông Minh, Trần Tuệ Quyên trong vai Trình Anh, Lưu Quy trong vai Dương Kiến Nam, Quách Hiệu Triết trong vai Hướng Đông, Hồ Kỳ trong vai Lạc Tiểu Văn, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Định Mệnh. Tập 24. Vào đi. Đường Lực à, ở chỗ của bác, chỉ cần nghe lời bác mà làm là được. Sau này tất cả mọi thứ của bác đều là của cháu. Yên tâm đi Điền Tổng, vì Điền Tâm nhất định cháu sẽ cố gắng. Ừ, được. Vào đi. Điền Tổng à, tìm em có chuyện gì không? Cậu đến thật đúng lúc. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi. Đường Lực, mau gọi chú Kiến Nam đi. Ông là mãnh tướng đắc lực của bác ở công ty, trưởng bếp hành chánh công ty đó. Kiên Nam, có lẽ cậu cũng đã gặp qua cậu Lực mấy lần rồi chứ? Gặp rồi. Còn có ấn tượng rất sâu sắc nữa. Chú Kiến Nam à, trước đây cháu có chuyện làm gì sai trái, mong chú rộng lượng bỏ qua cho. Kiến Nam, là như vậy. Dạo này vì chuyện thi đấu, lại còn có chuyện thiên đường nhân gian, cậu vất vả rồi. Cho nên tôi đặc biệt để cậu Lực tới đây làm trợ thủ cho cậu. Cậu cảm thấy sao? Anh đã cân nhắc cho một vị trí quan trọng ở đây. Việc gì em cũng đáng để làm hết. Còn với người trợ thủ này, bây giờ tạm thời không có cần thiết. Ý của cậu muốn nói là công ty chỉ cần có một mình cậu là đủ à? Không lẽ đến tôi cũng không là gì trong mắt của cậu sao? Em không có ý như vậy. Được, bây giờ tôi sẽ chính thức tuyên bố Điền Lực sẽ tiếp nhận vị trí đầu bếp, trưởng hành chính của công ty. Hả? Cậu có nhiệm vụ giúp cậu ấy sớm thành thạo với công việc. Đợi tới khi cậu ấy rành tay nghề rồi thì cậu ấy sẽ phụ trách hạng mục thiên đường nhân gian. Được thôi, vậy thì xin chúc mừng cậu trước ha. Thanh niên trẻ rất là cừ.
thi đấu trượt rồi có đúng không? Còn dám vác mặt dày tới đây để cầu cứu ba vợ, xin làm ở một vị trí cao, có tương lai. Có tương lai lắm đó. Chú Kiến Nam à, sao chú lại nói như vậy? Lần trước nếu không phải là Trịnh Anh đã mua trọng tài thì người thắng sẽ là Dạng Gia Hương và chúng tôi. Cậu... Được rồi, được rồi. Ê, Đường Lực à, thực sự là bác vẫn muốn để cho anh hai của cháu cùng trợ giúp cho cháu, nhân tiện bồi dưỡng cho anh cháu luôn. Ừ. Để chứng tỏ cho ba mẹ cháu thấy là bác thực sự có ý định làm quà. Nhưng mà anh cháu vừa tới Sơn Thủy để làm chủ quản chất lượng rồi, tạm thời có lẽ không tới được. À, vậy bác cũng thấy vất vả thay cho anh của cháu rồi. Giúp cho bên Sơn Thủy, ngoài mặt thì xem ra có vẻ là chính nhân quân tử, nhưng mà trên thực tế đều là những kẻ lòng lang dạ sói. Hơn nữa người ta đều là gia tộc kinh doanh, căn bản không cần đến anh cháu để làm người đối đãi cho mình. Làm không tốt còn có thể hại đến anh cháu nữa đó. Khi nào cháu gặp được anh của cháu thì cháu hãy nhắc nhở ảnh nhớ cẩn thận hơn nữa nghe. Bên Sơn Thủy của chị Trình Hy, có lẽ họ sẽ không dám làm loạn. Tổng điện bác yên tâm, nhất định cháu sẽ chuyển lại ý của bác cho anh hai cháu. Lát nữa bác còn có cuộc hẹn với mấy khách hàng, không tiếp chuyện cháu được nữa. Kiên Nam, kể từ hôm nay tôi giao Đường Lực cho cậu đó. Được, nhất định em sẽ để ý tới cậu ấy hơn. Vậy tôi đi nghe. Anh đi đi. Siêu quần à, hợp đồng Thiên Đường Dân Gia đã ký rồi, con xem qua đi. Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của con lại khó coi như vậy? Không có gì, con chỉ cảm thấy là bà nội và ông nội chắc có nỗi khổ mới ngăn cản con và Tiểu Hy đến với nhau. Bây giờ con không còn hận họ nữa. Đúng rồi, sau này bà đừng có làm mấy cái chuyện tráo đổi như vậy nữa. Không phải, sao con lại nói vậy? Con cứ bở trực trực bắt để dịch bọn họ đem Trịnh Hy gả cho cái tên họ Được à? Bà đừng có nói nữa. Tóm lại kể từ bây giờ, Trịnh Hy chính là em gái của con. Con đã quyết định từ bỏ rồi, sau này bà đừng có can dự vào chuyện này nữa. Vậy con đã nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Phải rồi, đây là chút tâm ý của Điền Tổng, con nhận lấy đi. Đừng con làm cái gì vậy? Siêu quần à, con chê ít à? Ba có thể thương lượng lại với Điền Tổng, chứ con xé thì không còn gì nữa hết. Ba, quan hệ của ba và Điền Tại Thiên buộc phải chấm dứt ngay thôi. Nếu ba vẫn tiếp tục không đứng về phía của con, âm thầm cấu kết với ông ta giở trò, vậy thì đừng trách con. Trời ơi, con ngoan à, con cũng đừng có gây xung đột trước mặt Điền Tổng như vậy. Ông ta không phải là một người ăn chay đâu. Con sợ ổng, tốt nhất ba nên về nhà khuyên nhủ ổng. Nếu như ổng muốn hợp tác thì hợp tác cho tốt, ổng đừng có mong một tay che trời làm chuyện sai quấy như trước đây nữa. Vào đi. Giám đốc, anh ta tới rồi. Được, là như vậy nè. Hợp đồng Thiên Đường Nhân Gian sắp ký kết ngay rồi. Tôi mong là anh sớm tìm thấy vấn đề của hai chủ nhà hàng Thiên Ngoại Thiên và Thiên Đường Nhân Gian này. Ít nhất phải tìm được cho tôi 20 phương án có thể cải tiến được. 3 ngày sau giao cho tôi. Không vấn đề gì. Bếp trưởng à, cá mập và hải sâm tôi đều mang tới rồi, mời anh qua kiểm tra chút nghe. Cùng đi với tôi luôn. Anh là phó bếp trưởng hành chánh thì sau này chuyện thu nhận nguyên liệu anh cũng phải chịu một phần hả? Được, cố gắng học tập cho tốt đó. Không sao đâu. Bên này hả, là kho lưu trữ của chúng ta, bình thường hàng tới đều để ở đây hả? Bếp trưởng à, hả? Nghe nói là gần đây anh đã thi đấu thắng, đã có được hợp đồng với Sơn Thủy rồi. Thực sự là cần chúc mừng nghe.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi ha. Ở trước có một thùng hàng. Tôi biết rồi. Sao hả? Hôm nay hàng quá thế nào đây? Dạ được, tốt. Tạm thời ngừng công việc hiện tại một chút đi. Tôi biết là mọi người đang rất bận, nhưng mà buộc phải làm lỡ một chút thời gian để long trọng giới thiệu với mọi người một nhân vật rất là quan trọng. Phò Mã Gia sẽ làm đầu bếp trưởng hành chính của chúng ta, là anh Đường Lực đây. Xin chào mọi người, xin được chỉ giáo thêm. Là sao ta? Khi không tự nhiên không lãnh đạo nào đây vậy? Đúng rồi, rõ ràng ông chủ nói là vị trí này chúng ta cạnh tranh để giành lấy mà. Nè. Không nghe nói hả? Đây là Phò Mã Gia của chúng ta hả? Bác tự này không giống với các anh viết đâu, biết chưa hả? Đừng có xì xầm nữa. Được rồi. Nè, mọi người quan tâm một chút đi. Dạ. Nhiệt tình hơn một chút đi. Nhiệt tình hơn nữa. Vậy người mới của tôi thì sao? Sau này cũng cần phải đeo mặt Phò Mã Gia hả? Muốn làm được Phò Mã Gia hả? Thì về nhà nằm mơ đi. Phải. Được rồi. Đám người mấy anh bàn tán nhiều quá làm gì hả? Tiểu Lộ à, dẫn mọi người đi làm đi. Mọi người đi. Được rồi, đi. Đi làm đi. Nói hoài. Anh trợ lý này, đừng để ý làm gì. Sau này mọi người sẽ quen thân, sẽ không có sao đâu ha. Cũng may á, hôm nay có một cái đơn hàng, anh ký tên đi. Làm gì vậy? Tôi cũng nên mở ra đối chiếu mới phải chứ. Đối chiếu cái gì chứ? Một chút nữa tôi còn bận việc ha. Là tổng điền đã dặn tôi đem anh đi dạo có đúng không? Hoàng ta không nói là không làm, cũng cần phải làm một chút. Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ sẽ ký cái đơn này hả? Nhưng mà tôi phải kiểm tra hàng rồi mới ký được. Hồi nãy anh không nghe mấy người trợ lý đó nói gì hả? Đây đều là hàng số 1, có đúng không? Anh không tin anh em trợ lý của chúng tôi sao hả? Hay là anh buộc đầu bếp trưởng như tôi đây phải đích thân mở ra kiểm tra hả? Tôi đâu có thời gian đâu. Muốn anh ký tên chính là giúp anh vượt qua. Đừng có kỹ quá. Nè, ký đi. Ký này nè. Trời ơi, có chuyện gì ghê gớm đâu chứ. Nè, ký đi. Được rồi. Chữ ký đẹp đó. Được rồi, tôi đi làm việc đây. Anh cứ đi dạo xem ha. Trợ lý Tăng. Được chính à, anh nghe cho rõ đây. Sau này tất cả những báo cáo về chất lượng của hai nhà hàng Thiên Đường Dân Gian và Thiên Ngoại Thiên, anh phải cho tôi xem trước, sau đó mới đem cho tổng trình. Anh có hiểu những gì tôi nói hay không vậy? Anh đã nắm giữ được chức vụ này thì phải thông minh hơn hả? Đừng có vì chút tiền lương mà đắc tội với người không nên đắc tội. Sơn Thủy cho tôi làm vị trí này, tôi nhất định phải làm tốt công tác kiểm tra, nhất định phải xử lý công bằng. Ông yên tâm đi. Anh tưởng anh làm chức quản lý nhỏ thì chỉ cần anh nói là được sao? Nói cho anh biết, đừng trách tôi không cảnh cáo anh. Anh mà làm thì tôi Diệt sẽ tới. Siêu quần à, cột tới đúng lúc lắm. Cái tên Được Chính này cứ gây sự với ba, không chừng sau này còn lấy nó đầu ba ngồi nữa kìa. Ba, con nghĩ tốt nhất ba nên chú ý hành vi của mình thì hơn. Hồi nãy con đã đứng ở cửa cả buổi, sau này ba đừng có giở thêm trò gì nữa. Ba đừng có quên là tại sao mẹ lại bị cách chức như vậy. Được Chính, chúng ta đi.
Tiêu Chính à, tôi xin lỗi anh về hành động hồi nãy của ba tôi. Chỉ cần giám đốc Trình đây ủng hộ cho suy nghĩ của tôi, vậy là đủ rồi. Nhưng những lời hồi nãy của anh làm tôi rất phấn chấn, chứng tỏ Sơn Thủy chúng tôi không có nhìn lầm người. Anh nói được làm được. Anh yên tâm đi, tôi sẽ luôn giải quyết công bằng. Được rồi, yên tâm đi. À, anh Chính. À, Tiểu Hy. Phó Tổng Trình. À, anh à, hồi nãy đồng sự Bộ Phát triển nói muốn cùng đi ăn để chào mừng anh Chính. Anh cùng đi nha. À, không đâu, buổi trưa anh còn có chút công chuyện, phải dành giờ cơm trưa giải quyết cho hết. Như vậy đi, cuối tuần này tôi sẽ mời mọi người đi chơi canteen nghe, có được hay không? À, được, hay quá. Đồng ý, chơi canteen vui lắm. Dạ em đi trước nha anh hai. Ừ, em đi đi. Bye bye. Đi thôi. Đi thôi. À, dạ đi. Lớn lên em sẽ gả cho anh. Được rồi. Ừ. Em xem, đến bao giờ tim của chúng ta sẽ giống như đã pháo qua hình trái tim bên ngoài kia, mãi mãi ở bên nhau. Bye bye. Cô là ai? Làm gì mà lục lọi ở bàn làm việc của tổng giám đốc vậy? Tôi đến để... Để tôi xem cô muốn giở thủ đoạn gì. Giám đốc Trình, em biết là anh rất bận, nhưng mà xin anh hãy quan tâm tới bản thân mình, để ý tới mình hơn, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Trong cơm hộp em có thêm đồ ăn cho anh. Sơn Dược, Đậu Bắp và Mộc Nhĩ đều là những người bạn tốt. Ăn ba bữa đúng giờ đủ chất thì dạ dày của anh mới không bị đau nữa. Mắc mớ gì rảnh rỗi làm cơm cho con trai tôi vậy? Cô bệnh quá đi. Cô tưởng là cô chiều chuộng như vậy thì có thể một bước trở thành phượng hoàng sao? Là cô hả? Con gái của Dạng Gia Hương hả? Xin cô, cô là con gái của một đầu bếp hạng xoàng. Cô làm ơn tránh xa con trai tôi một chút, càng xa càng tốt. Muốn leo lên làm phượng hoàng sao? Thiệt là. Con không muốn leo lên làm phượng hoàng, càng không dòm ngó tới tiền của nhà bác. Nếu như bác lo lắng còn có mục đích gì, bác hoàn toàn có thể sa thải con mà. Cô tưởng tôi không dám sao? Bây giờ tôi sẽ đuổi cô đi. Bị tôi đoán trúng được chứ gì hả? Mấy thứ quỷ kế của mấy cô gái trẻ như cô tôi gặp nhiều rồi. Trời ơi, ngoài miệng thì nói là hey, tôi không phải vì tiền, nhưng mà cuối cùng hả, đứa nào cũng lộ nguyên hình hết. Cho cô biết, chỉ cần có người mẹ như tôi bên cạnh thì cô đừng có mơ mà tiếp cận con trai của tôi. Bác là mẹ của ảnh, không lẽ bác không nhận ra sao? Giám đốc đã cố gắng làm việc quá sức mình, cho nên không tốt cho sức khỏe. Không lẽ bác không quan tâm tới ảnh à? Không đau lòng, không chăm sóc ảnh sao? Không phải là con tiếc hộp cơm gì, con chỉ không nhẫn tâm tiếp tục nhìn thấy giám đốc kiệt sức như vậy. Mẹ, mẹ đến đây có chuyện gì sao không nói với con một tiếng? À, Siêu Quần. Hả? Đúng rồi. Nhân tiện con giới thiệu với mẹ luôn, Đường Đường chính là bạn gái của con. Trình Siêu Quần, con muốn làm mẹ tức chết hay sao? Đầu tiên là cái con nhỏ Trình Hy đó, bây giờ lại tới con gái của lão đầu bếp Hạ Lưu này. Con có
không tìm được người nào tốt hơn để mẹ con đỡ mày đỡ mặt hay sao? Mẹ, con... mẹ nghe con nói nè. Hồi nãy con nhìn thấy ba đang nói chuyện với một nữ đồng nghiệp trong họ thân mật lắm. Cái gì? Ở dưới lầu đó. Tầng thông minh, tôi sẽ cho anh biết tay. Mẹ đi nhanh đi. Nè, họ đang ở dưới đó. Giám đốc Trình, em đã không còn là đường đường nhút nhát trước đây mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt. Em cũng không cần anh phải dùng cách đó để bảo vệ em. Em chỉ là... chỉ là muốn tới hỏi thử xem khi nào em có thể nghĩ gì. Em thực sự muốn nghĩ sao? Được rồi, muốn thì đi ngay bây giờ đi. Đi đi. Vậy được. Vậy bây giờ em xuống dưới làm thủ tục. Em sao ở đây? Đúng vậy, sao em lại ở đây? Dạ. Anh với bà đi, không được nhìn. Không phải anh nói em rất giống chị Hi sao? Vậy em sẽ làm thế thân của chị. Là tại em quá ngây thơ. Giống vậy em cứ nghĩ rằng em có thể không mệt tới bản thân, bất chấp tất cả để đi yêu một người. Nhưng sau đó em mới nhận ra em không làm được. Mẹ ở bên cạnh anh ra. Em không muốn đi đâu hết. Em không muốn đi đâu hết. Anh nghe rõ chưa? Em mong có một người đàn ông thực sự đáng để em yêu, đồng thời người đó cũng sẽ yêu thương em. Đường đường. Đường đường. Đường đường. Đường đường. Đường đường. Đường đường. Đừng đừng à. Đừng đừng. Đừng đừng. Đừng đừng. Đừng đừng. Đừng đừng à. Đừng đừng. Đừng đừng. Đừng đừng. Đừng đừng. Đừng đừng à. Đừng đừng. Đừng đừng à. Đường đường à, cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Anh đừng có cưỡng ép bản thân mình. Trước đây em cứ tưởng mình có thể âm thầm yêu anh, được ở bên cạnh anh là được rồi. Nhưng mà bây giờ em nhận ra những thứ em muốn không chỉ có như vậy. Cho đi mà không cần đáp trả, nó đã làm em cảm thấy kiệt sức lắm rồi.
em biết người ẩn giấu trong trái tim anh không phải là em. Nhưng mà em không muốn tiếp tục làm thế thân của người khác nữa. Lần này anh đã chuẩn bị quên đi Tiểu Hy rồi. Sau này anh chỉ còn cậu là em bé của mình thôi. Nhưng mà không phải anh nói là em giống chị sao? Nếu như anh quyết định từ bỏ chị, vậy thì em còn gì đáng để anh yêu chứ? Em hiền lành, thật thà, đáng yêu. Anh nhận ra chỉ có lúc ở bên cạnh em anh mới thật sự vui vẻ. Từ đây về sau, em chính là em, không phải là thế thân của bất cứ người nào khác. Em yên tâm đi, đợi anh chỉnh đúng lại tư tưởng của mình cho ổn, rồi anh sẽ cho em một câu trả lời vừa ý. Và anh sẽ không để cho em phải đau khổ như vậy nữa đâu. Điện Tổng à, anh là người rất bận rộn, sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn tôi tới đây vậy? Anh bạn cũ à, cũng phải thường xuyên giữ liên lạc tình cảm với nhau chứ. Nhớ năm đó, nếu như không có anh giới thiệu tôi cho Trịnh Như Sơn, thì làm sao tôi có ngày hôm nay? Anh nói tới chuyện đó hả? Ngược lại, nếu năm đó tôi không giới thiệu anh cho chủ tịch, như vậy có lẽ thiếu gia Trịnh Thực đã không phải đi sớm như vậy rồi. Tôi nghe nói lúc đó bà vợ của Trịnh Thực đã có thai rồi, nhưng mà Trịnh Như Sơn vẫn không cho phép họ được ở bên nhau. Sau đó bọn họ rơi xuống biển mà chết, có đúng không? Sao hả? Chuyện này anh cũng biết sao? Anh cháu không phải là anh ruột của cháu. Bà nuôi và mẹ nuôi của anh mới chính là ba mẹ ruột của anh. Không lẽ Đường Chính thực sự là con trai của vợ chồng Trịnh Thực? Cứ nhắc tới cái chuyện này là giống y như tâm bệnh của chủ tịch vậy. Cho nên bao nhiêu năm nay ổng không hề mở miệng nhắc tới, cho nên rất nhiều người đều tưởng rằng vợ chồng Trình Thực bị tai nạn ô tô mà chết. Có rất ít người biết rằng thiếu gia Trình Thực vì tuấn tình mà nhảy xuống vịnh đá tự sát. Tin tức của anh cũng nhanh như vậy đó chứ? Tại có một người bạn uống rượu say nên nhắc tới chuyện đó, nên tôi hỏi vậy thôi. Kiến Hồng. Hả? Ý của anh là gì đây? Một chút lòng thành đi. Đừng. Dạo này tôi vì chuyện hợp đồng làm ăn với tập đoàn Sơn Thủy mà ầm ĩ không vui. Chúng ta đã làm bạn bè lâu năm, tôi hy vọng là anh có thể nói đỡ mấy lời cho tôi. Có gì đâu mà làm vậy. Nè, cầm lấy đi. Tôi á, chuyện này cầm đi, có bao nhiêu đâu mà. Nếu anh không nhận, vậy chứng tỏ là coi thường tôi rồi. Anh khách sáo rồi. Được. Chị tôi sẽ nhận nó. Tống Điền à, sau này anh có bất cứ chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì anh chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ làm thay cho anh. Bếp trưởng Dương, chào anh. Chị Trần Thi. Giao hàng hả? À, Đường Lực cũng tới hả? Điền Tâm sao rồi? Dạ khỏe. Ê, đúng rồi, xin giới thiệu lại người mới của chúng tôi. Anh này là Phò Mã Gia, mới nhậm chức công ty của chúng tôi, phó bếp trưởng hành chính. Sau này mong được lãnh đạo quan tâm nhiều hơn. Mời hai vị ngồi. Phó Tổng. Tôi phát hiện lần giao hàng nguyên liệu không đạt chuẩn, cho nên mang một ít tới đây. Đây là một viên cá mặn màu trắng, nhưng mà chúng ta cần viên cá nhạt màu vàng, hoàn toàn không khớp với đơn đặt hàng của chúng ta. Còn nữa, mọi người nhìn hải sâm xem, bên trong có quá nhiều tạp chất, nhìn là biết hàng dởm rồi, cho nên lô hàng này chúng ta không thể nhận được. Bếp trưởng Dương à, chuyện này là sao vậy? Anh à, có phải chỉ có một thùng hàng có vấn đề không? Lúc kiểm tra cũng khó tránh khỏi sai sót.
Tôi đã tự mình xác nhận lô hàng rồi. Ngoài hai thùng hàng đặt quy cách ra, những thùng hàng khác đều có màu sắc giống như vậy. Chất lượng của lô hàng này hoàn toàn không khớp với bản báo giá. Chú Kiên Nam à, chú làm cái gì vậy? Chuyện này hả? Cái nhà cung cấp này của chúng tôi á, căn cứ vào giá thương phẩm để tiến hành giao hàng. Bây giờ giá cả lạm phát cao quá mức, giá cả các anh cung cấp á, thì chỉ đủ lấy được lô hàng này thôi. Vậy chúng tôi sẽ trả lại lô hàng này, sau đó thay đổi nhà cung ứng. Tôi không gây nhầm đó chứ. Chẳng qua anh chỉ là một chủ quản chất lượng nhỏ của Sơn Thủy thôi. Thay đổi nhà cung cấp hả? Đó là chuyện riêng của nhà hàng Thiên Ngoại Thiên chúng tôi. Có vẻ như anh quản hơi nhiều chuyện rồi đó hả? Đường Dính à, còn có cách nào khác không? Làm ăn mà phải biết linh hoạt một chút chứ hả? À phải rồi, còn có một chuyện tôi muốn nhắc cho anh biết. Chữ ký trên đơn kiểm lô hàng còn có chữ ký rõ ràng tên họ của em anh đó. Nếu như muốn trả lại lô hàng lần này, sợ là chúng ta phải chấp nhận tổn thất 2 triệu đó. Căn cứ vào hợp đồng thì Sơn Thủy các anh cũng phải chịu một phần nữa. Tôi nghĩ là hai anh em các anh nên cùng thương lượng với nhau xem sao hả? Bây giờ anh có cách gì không? Anh sẽ cố gắng tìm cách giải quyết nhanh nhất. Em đem chuyện này báo cho giám đốc biết trước đi. Vậy em đi liền đi. Ra đây với anh. Em bị làm sao vậy? Cái lô hàng đó trên thùng căn bản không có dấu vết mở ra kiểm tra. Sao em có thể chưa kiểm tra hàng mà dám ký nhận rồi? Hôm đó là ngày đầu tiên em đi làm, bọn người này nói một câu phò mã, người kia nói một câu, bọn họ thấy ghét vị trí của em. Còn cái lão Dư Kiếm Nam, ông luôn chơi xỏ em. Ông nói nếu em không ký tên, nghĩa là không tin tưởng anh em. Em nữa, ba dạy em như thế nào em quên rồi hả? Chất lượng, chất lượng, chất lượng sản phẩm là nguyên liệu số 1 của sinh mạng. Sao em có thể bất cẩn như vậy chứ? Anh à, em sai rồi được chưa? Em không có cách nào để kiểm tra được. Kiểm tra? Số hàng đó em cũng nhìn thấy rồi, đều là thứ hàng thứ cấp. Dùng thứ hàng đó để tạo ra món ăn, không phải tự đập vào thương hiệu của mình hay sao chứ? Nhưng mà tới 2 triệu lận, nhà chúng ta bán hết đồ đạc cũng không kiếm ra được 2 triệu. Thứ cấp đâu phải là phế thải đâu, trộn lại dùng cũng được mà. Em nói lại lần nữa đi. Thôi được, em sai rồi. Em hành sự tùy tiện làm anh khó xử. 2 triệu đó em sẽ tự gánh chịu. Em đi kiếm tiền. Hai anh em làm sao vậy hả? Chuyện này em đã báo cáo cho giám đốc rồi. Anh ấy muốn ngay bây giờ anh lên gặp ảnh ngay. Trước mắt giải quyết vấn đề đó mới là điều quan trọng nhất. Để anh gọi điện thoại cái đã. Hệ được chính, sao chỉ có mời anh thôi vậy? Anh không thể làm như vậy, bao che cho em trai anh để chạy trốn đâu. Trợ lý à, xin ông nói chuyện cẩn trọng một chút. Em trai tôi không phải là người như vậy. Hả? Lòng người khó đoán, có ma mới biết hai anh em anh dở trò quỷ gì. Ba, sao ba lại nói như vậy được? Ông yên tâm đi, về chuyện này tôi nhất định sẽ giúp em tôi gánh vác đến cùng. Được, câu này là cho anh nói. Được, được lắm. Được rồi hả? Nếu như chuyện đã xảy ra rồi, tôi muốn xem mọi người có biện pháp gì hay để giải quyết không. Như vậy đi, tổng giám đốc, tôi có quen một ông chủ họ Liêu, ông làm nghề vận chuyển hải sản, cũng có qua lại với nhà của chúng tôi. Tôi cũng có gặp ổng rồi, ổng có đồng ý để chúng ta đem số hàng hiện giờ đổi hàng cao cấp của ổng. Đồng thời chúng ta chỉ cần đền bù cho ổng 300.000 là được rồi. Được, chuyện này tôi sẽ giao cho anh xử lý.
Nếu như lần này có thể hợp tác với ông chủ Liêu thì sau này để Thiên Ngoại Thiên hợp tác lâu dài với ông. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Lý do gì không cho mình vay tiền? Người bảo lãnh, nếu như người bảo lãnh có nhiều tiền như vậy thì tôi tới ngân hàng các người làm gì? Làm sao đây? Kêu mình làm sao mà gặp mặt anh chứ? Alo, anh Hai. Sơn Thủy không có gì quan hệ anh em mình. Làm anh khó chứ. Lực à, chú Liêu đã đồng ý giúp chúng ta rồi, cho nên không sao nữa, em yên tâm đi. Tốt quá rồi. Anh Hai, em xin lỗi nha, tại em hồ đồ quá. Anh biết là lần này em bị người ta hãm hại, vậy thì lần sau em nhớ cẩn thận hơn, kiên nhẫn một chút. Được chứ? Hôm nay mình đi ăn đi. À, bye bye. Yên tâm đi, chỉ có 300 ngàn thôi, còn số nhỏ mà. Nhưng mà anh về nhà nên nhắc nhở thằng con bảo bối của anh, nói nó giữ cái vị trí tổng giám đốc của tập đoàn cho nó chắc đi. À, đừng mà Điệt Tổng, đây đâu phải là sai lầm của Siêu Quần. Hơn nữa ông cũng không thể vì số tiền nhỏ này mà làm khó nó được chứ. Anh hiểu lầm tôi rồi, là tôi có ý tốt nhắc nhở anh. Đừng có mà dễ dàng tin rằng Siêu Quần đã ngồi vững vào dương vị Sơn Thủy rồi. Sẽ có một người cạnh tranh khác xuất hiện đó anh biết không? Ý ông nói là... Theo như tôi biết thì Đường Chính rất có thể là con trai ruột của thiếu gia Trình Thực, cũng chính là cháu đức tôn của Trình Như Sơn. Thần thế của cậu ta so với Siêu Quần nhà anh chắc chắn là cháu đức tôn thì vẫn hơn là cháu ngoại đó. Cái gì? Sao lại có thể vậy được? Điệt Tổng à, tin tức lần này ông lấy đâu ra vậy? Những chuyện như vậy không nói đùa được đâu. Anh không tin, được thôi. Vậy thì anh có thể đi lấy sợi tóc của Trình Như Sơn hoặc Văn Nhược Thủy đem xét nghiệm ADN xem thử đi. Điện Tổng à, anh bận chuyện rồi, tôi đi trước đây. Chú Tạch à, em có lỗi với anh. Lần này để xảy ra sai sót lớn như vậy, em là người đứng đầu, em xin được tạ lỗi cùng anh. Các anh đã làm chuyện gì vậy? Đầu óc toàn bã đậu không sao? Ôi trời ơi, đi. Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, hàng hóa lần này rất quan trọng, nhất định phải xem kỹ, xem cho kỹ, có đúng không? Được rồi. Là ai đã ký tên lô hàng này? Cậu ta. Em đã nói với cậu ta ráng học cho tốt, xem cho kỹ, nhưng mà cậu ta nhất định không làm theo. Quyền hạn của bếp trưởng hành chính, ngó qua lo dọn dẹp đã gọi ký tên rồi. Tôi cái gì mà tôi? Trên đơn hàng này giấy chứng mực đen rõ ràng, có phải cậu ký không hả? Có đúng không? Là cháu đã ký, là cháu đã quyết định, không liên quan tới những người khác. Cháu chấp nhận chịu sự trừng phạt. Được rồi, xem ra cháu là người còn có ít kinh nghiệm, chuyện này thôi bỏ qua đi. Mọi người đi làm việc đi. Kiến Nam và Lực ở lại đây một chút hả? Mấy người đi đi. Được. Dạ. Chuyện lần này tôi cũng không muốn làm lớn ra. 300 ngàn tôi sẽ trả được. Chỉ là 300 ngàn cuối cùng này rốt cuộc sẽ rơi vào túi của ai đây? Thật sự lần này nhà cung ứng đã giao cho chúng ta hàng thứ cấp thiệt tức chết đi. Chắc định là sau này không hợp tác với chúng ta nữa hay sao? Hay là để em thử đi đòi lại số tiền đó, có được không vậy? Chuyện lần này đã như vậy rồi, tôi hy vọng lần sau không tái diễn nữa. Không có, nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu. Em nhất định sẽ ghi nhớ. Lực à,
Dạ. Với chuyện lần này, bất luận thế nào cũng phải cảm ơn anh cháu đã giải quyết giúp cho bác. Cháu xem khi nào có thời gian, hẹn anh trai của cháu cùng với ông chủ Liêu giúp cho bác. Chúng ta cùng đi ăn một bữa, nói chuyện một chút về kế hoạch hợp tác đi. Được rồi, cháu biết rồi. Ừ. Vậy hết chuyện rồi, mọi người đi làm việc đi. À, bếp trưởng, xin hãy đợi một chút. Hả? Điện tổng, chuyện lần này tuy là bác không trách cháu, nhưng mà cháu phải gánh một trách nhiệm rất lớn. Cho nên 300 ngàn đó cứ trừ cho tiền lương của cháu. Không sao đâu, bác tự giải quyết chuyện này được mà. Đúng vậy đó, mọi người đều là người một nhà mà, số tiền này không cần phải tính toán kỹ làm gì. Tôi đi làm đây. Được chính à. Nè nè nè, ngồi đi ngồi đi. Ngồi. Trợ lý à, có chuyện gì vậy? Được chính à, lần này may nhờ anh nghĩ ra được cách này nên đã bớt được cho chúng ta một khoản tiền rất lớn đó. Không có gì, đó là việc tôi cần làm mà. Thanh niên trẻ mà khiêm tốn như vậy thật hiếm có, thật hiếm có. Nè nè nè, uống nước đi, uống nước, uống nước. Con mũi to đậu trên cổ anh, đúng là to thiệt. Anh phải làm giống tôi, bóp nát nó mới được. Tôi xin lỗi nha, dùng sức hơi mạnh rồi, bị đứt luôn mấy sợi tóc. Xin lỗi. Không sao. Anh còn chuyện gì nữa không vậy? Không còn thì đi làm đi. Được. Không biết là lời điền tại thiên đói là thật hay giả nữa. Nếu sự thật đúng như vậy thì chuyện rắc rối rồi. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh là trên đường đi đến sân bay. Anh đã vượt qua xe của tôi, trong lòng tôi rất khó chịu. Hôm nay chúng ta phải thi đấu một trận cho ra trò. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.